Những khu vực bí ẩn nhất hành tinh, phần 1 Loài người luôn tự hào về trình độ khoa học kỹ thuật của mình, đã khám phá mọi ngóc ngách trên trái đất và bắt đầu vươn mình khám phá không gian vũ trụ. Trên thực tế, vẫn còn nhiều nơi trên hành tinh này chứa nhiều bí ẩn mà đến nay con người vẫn chưa thể giải mã được. Khu vực 51 Khu vực 51 là một căn cứ quân sự của Mỹ, nằm cách Las Vegas, Nevada 130 km về phía Tây Bắc. Sở dĩ, Nơi đây được liệt vào hàng bí ẩn nhất thế giới bởi những đồn đoán cho rằng, khu vực 51 là nơi một phi thuyền của người ngoài hành tinh gặp nạn tại Roswell vào năm 1947. Tuy chính phủ Mỹ luôn kín tiếng về những hoạt động bên trong khu vực 51, nhưng chính hàng loạt chủ đề về khu vực này được giới truyền thông khai thác triệt để biến nơi đây trở nên huyền bí và thu hút sự quan tâm của thế giới. Thậm chí, không ít tài liệu chưa được kiểm chứng còn cho rằng, khu vực 51 là nơi cất giấu xác người ngoài hành tinh gặp nạn tại trái đất. Luôn được canh phòng cẩn mật, khu vực 51 còn là nơi đặt các trung tâm nghiên cứu, phát triển máy bay chiến đấu, máy bay không người lái cũng như những chương trình vũ khí tối mật của quân đội Mỹ. Tuy tồn tại nhiều thập kỷ qua nhưng khu vực 51 mới chỉ được công nhận chính thức gần 20 năm trước đây. Tuy nhiên, những bí mật của khu vực 51 vẫn được chính phủ Mỹ giấu kín. Tam giác quỷ Bermuda. Tam giác quỷ Bermuda là vùng biển nằm ở phía tây Đại Tây Dương. Sở dĩ Khu vực này nổi tiếng khắp thế giới bởi hàng loạt vụ mất tích bí ẩn của các tàu thủy và máy bay trong hoạt động trong khu vực. Biến mất cùng đó là các thủy thủ và phi hành đoàn, khiến những bí ẩn về khu vực này càng trở lên huyền bí với màu sắc ma quái. Thuật ngữ tam giác quỷ Bermuda được đặt vào năm 1964 bởi một nhà văn tên là Vincent Gada. Tuy nhiên, phải hơn một thập kỷ sau đó, Tam giác quỷ Bermuda mới chính thức trở thành thuật ngữ quốc tế được dùng để ám chỉ vùng biển với giới hạn từ đảo Bermuda ở phía bắc, thành phố Miami của Mỹ ở phía tây nam và đảo Puerto Rico. Tính tới thời điểm hiện tại, hàng loạt giả thuyết đã được đặt ra về sự biến mất kỳ quái của tàu thuyền và máy bay qua lại trong khu vực nhưng vẫn chưa thể xác định được chính xác nguyên nhân gây ra hàng loạt sự việc trên. Chính vì lẽ đó, tam giác quỷ Bermuda ngày càng trở nên nổi tiếng và trở thành chủ đề khai thác bất tận của báo chí điện ảnh và văn học. Lục địa biến mất Atlantis Nơi đặt lục địa Atlantis là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử nhân loại. Dù được nhắc đến khá nhiều trong thần thoại và những câu chuyện sử thi nhưng không có bất kể dấu tích nào của Atlantis được tìm thấy làm dấy lên không ít hoài nghi về sự tồn tại của lục địa. Atlantis được biết đến lần đầu qua ghi chép của Plato, một trong những nhà hiền triết Hy Lạp vĩ đại nhất trong lịch sử. Theo đó, Atlantis là một hòn đảo huyền thoại, được đề cập đến trong cuộc đối thoại năm 360 trước Công Nguyên. Theo đó, Atlantis là một cường quốc hải quân nằm ở phía trước các cột trống trời của Hequin. Hải, hải quân của hòn đảo từng chinh phục nhiều vùng đất ở Tây Âu và Châu Phi trong khoảng thời gian 9.600 năm trước Công Nguyên. Tuy nhiên, không lâu sau khi kế hoạch xâm lược Athens thất bại, Atlantis bị chìm vào đại dương trong một ngày đêm bất hạnh. Tuy nhiên, hàng loạt những nghiên cứu hiện đại khẳng định sự tồn tại và biến mất của atlantis là điều phi lý trên thực tế các lục địa có di chuyển nhưng phải mất quãng thời gian hàng chục triệu năm để nhận biết chính vì lẽ đó không thể trong chỉ một đêm mà hòn đảo nơi xây dựng thành phố phồn hoa có thể biến mất không dấu vết dưới lòng đại dương dù những kết luận mang tính khoa học về atlantis đã được đưa ra nhưng không ít người vẫn tin tưởng vào sự tồn tại của lục địa này thậm chí dựa vào ảnh chụp vệ tinh đáy biển đại tây dương một số người còn tuyên bố đã tìm ra dấu tích của atlantis gần như ngay lập tức, những tuyên bố này nhận được sự quan tâm của thế giới. Những hình vẽ bí ẩn trên cao nguyên Nazca ở Peru Nazca là tên gọi của hệ thống những hình khổng lồ, được xếp từ đá, trải rộng trên khoảng diện tích 450 km vuông tại vùng đất khô cằn ở Peru. Nằm trên mặt đất, những hình này mô tả những sinh vật trong tự nhiên và cả trong trí tưởng tượng của con người. Nazca mô tả các loài vật như nhện, chim ruồi, khỉ, than lằn, bồ nông hay thậm chí là một con cá voi sát thủ. Những hình này cũng mô tả thực vật, cây, hoa lá cùng vô số những hình thù kỳ quặc chưa thể giải thích. Các hình này cũng mô tả đường lượng sóng, hình tam giác, hình xoắn ốc và chữ nhật. Được ra đời khoảng 500 năm trước công nguyên nhưng không ai biết tại sao nền văn hóa Nazca thời tiền sử lại tạo ra những hình kỳ dị này. Tuy có thể nhận ra hình dạng của chúng khi đứng dưới mặt đất nhưng vẻ kỳ bí của Nazca chỉ được cảm nhận hoàn hảo nhất khi nhìn từ trên cao. Rất có thể, những hình này được tạo ra để phục vụ nghi lễ tế trời nào đó của người Nazca. Phong tròn đá Stonehead Stonehead là một di tích được dựng từ thời tiền sử nằm trên khu vực bằng phẳng ở phía bắc thành phố Salisbury, vương quốc Anh ngày nay. Các nghiên cứu cho thấy, công trình này được bắt đầu xây dựng vào khoảng 5.000 năm trước và được sửa chữa bởi người Anh cổ đại trong khoảng thời gian 1.000 năm. Được cấu thành từ những khối đá khổng lồ với độ cao trung bình 9 mét cùng cân nặng 25 tấn. Mục đích mà Stonehenge được xây dựng vẫn luôn là điều bí ẩn. Người ta tin rằng, một phần đá dùng để xây dựng Stonehenge được đưa tới từ khu vực nằm cách đó 32 km về phía bắc, trong khi phần còn lại với những khối đá nặng tới 4 tấn được đưa tới từ phía tây xứ Wales cách đó 250 km. Dù tốn khá nhiều thời gian nghiên cứu về công trình bí ẩn này nhưng cách thức người Anh cổ đại sử dụng để di chuyển những khối đá khổng lồ tới khu cánh đồng bằng phẳng để xây dựng Stonehenge vẫn chưa được tìm ra. Khả năng sử dụng đường thủy để vận chuyển đá được tính đến như không có bất kể bằng chứng nào chứng minh được giả thuyết đó. Trong khi đó, một số chuyên gia khảo cổ tin rằng sự tồn tại của các sông băng ở cuối kỷ băng hà đã đưa những khối đá xanh khổng lồ tới khu vực Stonehenge. Chính nhờ đó, những người chế tạo công trình kỳ bí này không phải vận chuyển chúng tới từ xứ Wales. Lại có không ít người tin rằng Stonehenge là một nghĩa địa, một đài tưởng niệm hay thậm chí là một sân bay để người ngoài hành tinh hạ cánh xuống trái đất. Tuy nhiên, Tất cả những giả thuyết này chỉ là suy đoán và khó lòng có thể chứng minh. Đô thị lớn nhất thế giới cổ đại Teotihuacan Nằm cách thủ đô Mexico City 50 km về phía đông bắc, khu đô thị cổ Teotihuacan từng là một trong những đô thị lớn nhất thế giới cổ đại. Không ai biết chính xác Teotihuacan được xây dựng từ khi nào nhưng thời kỳ hưng thịnh nhất của thành phố diễn ra trong khoảng 2.100 đến 1.400 năm trước đây. Tuy nhiên, Việc rơi vào giai đoạn suy thoái cùng với một vụ cháy kinh hoàng gây thiệt hại lớn đã đặt dấu chấm hết cho sự phồn hoa của Teotihuacan. Tính đến thời điểm hiện tại, nền văn minh nào đã xây dựng Teotihuacan cùng với cấu trúc chính xác của nó vẫn là điều bí ẩn. Những câu chuyện thần thoại cho rằng, Teotihuacan là món quà mà các vị thần tạo ra cho người Aztec. Điểm nhấn của Teotihuacan là các kim tự tháp được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm thứ nhất đến năm 356 Công nguyên với chiều cao 149 m cùng với thiết kế đặc biệt, kim tự tháp mặt trăng có thể là nơi tế lễ của cư dân Teotihuacan. Rất có thể, đây chính là nơi dùng người làm vật tế thần, trước sự quan sát của toàn thể người dân thành phố đứng phía dưới. Trong khi đó, kim tự tháp mặt trời mới thực sự làm tâm điểm của đô thị cổ đại. Sở hữu chiều cao lên tới 225 m kim tự tháp này là cấu trúc lớn nhất và nổi bật nhất ở Teotihuacan. Công trình này được hoàn thành năm 200 sau công nguyên. Năm 1971, một nhóm chuyên gia khảo cổ học đã phát hiện ra đường ngầm bí mật bên dưới kim tự tháp nhưng nó không còn nguyên vẹn bởi một vụ cướp phá từ thời cổ đại.